Xin chào tất cả các anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em đàn nạp xưởng nhà mình nhá. Đàn nạp xưởng có 4 cái nhá. Sinh ngày 20 tháng 3 năm 2018 nhá. Đàn gần được 2 tháng rồi. Đấy các bạn thấy không? Ăn khỏe là mình đã tiêm phòng vaccine 7 bệnh và tẩy giun đều đặn hết rồi. Các bạn có nhu cầu thì chỉ việc về nuôi thôi. Đấy, rất là đẹp. Giống nạp xưởng thân dài, tai to, chân lùn, móng nhọn, mắt hình oval. Đàn nhà mình có hai màu nhé, ba con đen vàng và một con vàng. Các bạn nhìn thấy không? Rất đẹp, nghịch như giặc luôn. Giống này bắt chuột rất giỏi nhá. Chuột dán. Chó này là chó có rất là nhiều tên. Mọi người có thể gọi là lạp xưởng, xúc xích hay là thần tài. Hoặc là tên tiếng Anh là Dachshund. Chó này nếu mà nhà nào mà nhà các bạn nào mà có kinh doanh gì thì mua sẽ rất là may mắn. Xin chào tất cả anh em nhé, đã theo dõi clip của mình. Các bạn nếu mà có nhu cầu gì thì liên hệ số điện thoại 01668 722 766. Cảm ơn tất cả anh em nhé.